mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, theo nghiệp mình đã tạo, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Hãy tích cực làm việc lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Đi về phía ánh sáng á, thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành ẩm êm. Chẳng mong cuộc sống hơn ai, chỉ mong cuộc sống đêm dài an vui. Tu ít nói. Thường thì cái người có thì không khoe, cái người khoe thì không có. Tôi thích lời nói thật, tuy nó mất lòng nhưng đáng để tin. Cha mẹ mới thương con vô điều kiện, còn ở ngoài kia người ta thương con có điều kiện, cho nên mới gọi là cha mẹ mới có lòng từ bi với con cái. Giống như Đức Phật có lòng từ bi với chúng sinh. Sân hận là gió cuồng phong mà, cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi. Chỉ có tâm từ vốn quý khôn bì là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Buồn phiền thì sanh bệnh, vui vẻ thì khỏe liền. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đủ sạch.